Chào các em, hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các em về cấu trúc câu bị động nha. Như các em đã biết thì câu bị động là một cấu trúc rất là quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Hầu như cái chương trình nào này cũng phải học qua cái này. Thì trước đây các em thì thường thường học cái sách vở hoặc ở trường á, thì người ta thường dạy là công thức cụ thể của từng thi. Thí dụ thì hiện tại đơn thì nó có công thức gì đó, chủ ngữ rồi ISMR rồi quá khứ đơn thì cái gì gì, tức là mỗi cái thì người ta sẽ cho các em một cái công thức riêng biệt là mình phải học cái đó. Rồi khi làm bài mình phải coi coi cái câu này nó thuộc cái thì gì, rồi cái nhớ tới công thức của cái thì đó, của bị động của thì đó rồi áp dụng vô. Nói chung là rất dài dòng, phức tạp vô cùng, chưa kể là rất là khó nhớ. Thì hôm nay thầy chỉ cho các em là một cái công thức duy nhất, không có dùng cái không cái học từ công thức cụ thể nữa, mà chỉ cần một công thức duy nhất thôi là mình có thể làm là gần như là tất cả các thì. Lúc mình làm mình cũng không cần nhớ nó thì gì hiện tại quá khứ gì cả, cái tên cái thì gì cũng không cần nhớ, không cần biết, chỉ áp dụng một công thức duy nhất thôi. Thì các em nhìn cái sơ đồ này, công thức cái này là dựa theo sơ đồ, trong đó có ba cái bước mà màu đỏ đây, 1, 2, 3 này. Ba bước này rất là quan trọng nha. Em nắm vững được ba bước này là làm được. Thì tại sao trong đây này thầy lại ghi là số 3 trước, rồi số 2 này, số 1? Cái này cũng có lý do của nó. Mình thường thường thì cứ làm theo các bước. Nếu mà 1, 2, 3 theo thứ tự này nó sẽ rất là khó. Kinh nghiệm thầy thấy là mình mới vô mình phải làm cái bước 1 này trước. Từ bước phải làm ngược nó ra thì nó mới dễ hơn. Bây giờ cứ cụ thể từng bước các em xem nha. Bước 1 á, thì các em thấy là thì ghi là đem động từ xuống đổi thành BB. BB là quá khứ phân từ past participle á. Là mình tìm cái động từ trong câu, mình chuyển nó xuống thành B3 quá khứ phân từ đây. Thì một điều lưu ý thì nói thêm, khi các em tìm cái động từ là không có được chọn cái động từ là go hay là động từ là have, về động từ have nha. Thí dụ các em gặp thì các em phải bỏ qua. Thí dụ này chủ ngữ đi, các em thấy chữ thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì là các em thấy có go hay là have đây, các em phải bỏ mà đi qua luôn, tìm cái động từ thứ hai ha. Thì các em mới chọn được, dùng sử dụng được rồi các em biến thành V3. Rồi theo cái bước 2 thì các em thêm to be, động từ to be này trước nghe cái động từ mà quá khứ phân từ BB này. Nhưng mà mình thêm to be này thì để trong đây là cái mặt kép, thì các em phải chia nó thành động từ cụ thể chứ không phải là để be nguyên mẫu thế này. Thì cách chia là các em nhớ là phải chia giống như động từ vừa mới chuyển thành V3 ở câu trên. Tức là đây thì chỉnh mũi tên mà nhìn lên là các em thấy không? Cái bước thứ 1, thứ nhất cái thì là động từ chuyển xuống. Bước thứ 2 thì thầy ghi là lên, là các em chia sẽ phải nhìn lên cái động từ mà mới vừa chuyển xuống đó ha. Giống như thế. Giống là tức là cái động từ nó hình thức gì thì be mình chia hình thức nấy. Thí dụ cái verb này nguyên mẫu thì mình để be nguyên mẫu ha. Còn nếu mà nó động từ nó thêm in thì mình be mình cũng phải thêm in ha. V2 thì be V2, B3 thì chia B3, cứ theo y chang như nó. Đó là cái bước 2. Cái bước 3 thì lại mũi tên xuống, em thấy là thầy khoanh cái khoảng cách này, tức là giữa chủ từ và động từ có gì thì đem xuống hết. Tức là các em để ý chủ từ mình đây, cái động từ mình chọn nãy giờ đó, giữa hai cái chữ này có bao nhiêu chữ thì phải đem xuống hết dưới đây. Không có thì thôi, nếu không có thì không có bước 3, chứ hai bước là đủ rồi. Còn có dù một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ gì giữa chữ này, các em cũng nhớ phải đem xuống này cho đầy đủ ha. Giờ cụ thể các em vô phần ví dụ. Ví dụ cụ thể thì mình sẽ hiểu hơn là cái công thức. Thí dụ thì có một cái câu ha. I took the book. Thì các em thấy đây là lược loại câu đơn giản thôi. Thì các em thấy là mình thấy chủ ngữ là ai, động từ là chữ took này. Thì bước 1 thì mình làm cho tương tự theo cái bài. Bước 1 thì mình sẽ chuyển cái động từ này xuống thành V3. Quá khứ phân từ của nó thì took thành taken chỗ này. Bước 2 thì các em sẽ thêm to be vô trước cái second này. Nhưng mà be thì khoan chia, phải nhìn lên trên đây.
nhìn lên cái động từ trúc này có hình thức nào. Thì các em thấy là chữ trúc này là V2 cộng 2 ha. Bất quy tắc mà take took taken thì cái này cũng là 2. Thì mình có chia to be. Thì to be thì cộng 2 của nó là có 2 chữ. Số ít thì was, số nhiều thì were. Thì giờ mình tạm dùng là was. Thế này đi ha. Cái bước 3 thì các em nhìn thấy là giữa chữ I với động từ không có chữ nào hết. Thì mình bỏ qua bước 3 không dùng. Rồi vị trí các cái chủ từ với túc từ thì các em quán đổi theo nhau thì bình thường. Cái này là cơ bản rồi ha. Đổi túc từ lên, đổi chủ từ xuống sau, rồi dùng by object. Nhớ là chữ I này phải đổi thành me, các em lấy ý nè. Thì thấy cái nhiều em mà mới học cái chữ I cái vẫn để nguyên là by, I vô đó là sai nha. Nhớ đổi thành túc từ. Đó. Khi ví dụ thứ hai là khó hơn. Thì các em thấy nè, như nãy thầy giảng đó, mình nhìn từ ngoài chủ ngữ vô, các em thấy là có động từ going. Thì mình không được chọn động từ go nha. Làm động từ mà mình có bị động mà mình phải đi tiếp. Thì đây các em thấy là đi nữa, mình thấy chữ take. À, thì mình chọn động từ take này là động từ bị động. Bước 1 thì mình chuyển nó thành V3. Thì nó thành taken giống như trên. Bước 2 thì thêm be vào trước ở đây nha. Rồi cũng nhìn lên cái động từ này, không có nhìn ra ngoài go in nha các em. Nhìn cái động từ nào mà mới vừa chuyển xuống đây nè, nhìn ngay vô đó. Thì trong đây các em sẽ thấy là to take, the take này là động từ nguyên mẫu ha. Thì be em để nguyên mẫu luôn, để chữ be là nguyên mẫu. Thì bước 3 các em thấy là giữa này có 3 chữ, giữa chữ chủ ngữ này với cái take này có 3 chữ. Thấy chưa? I'm going to là 3 chữ. Thì các em đem tất cả xuống, không được bỏ được chữ nào á nha. Em rinh xuống nguyên như thế này. Thì cuối cùng các em sẽ có như thế này. Rồi chuyển vị trí chủ ngữ thức tử giống như cái bước kia ha. The book các em đem lên à. Nhưng mà lưu ý một điều, khi mình chuyển xong cái chủ ngữ cuối cùng là the book lên đây, thì mình phải kiểm tra lại cái chỗ động từ ở chỗ này. Tại vì gốc đầu nó là ai thì nó đi am. Còn the book thì mình không thể là mình dùng am được. Do đó cái chỗ to be này phải chuyển đổi qua the book thì is. Nếu số nhiều mà dùng R thì theo phải chú ý chỗ này. Thì thường thường hai sai là thứ nhất là nó to be chỗ này với động từ have và số nhiều, nhưng số ít thì đổi thành has đó. Còn mấy chữ khác như will, can nào các thứ thì nó vẫn giữ nguyên. Rồi các em làm ví dụ thứ ba thì bước 1 các em cũng tìm động từ nè, nhìn vô đây ha, I will have. Thì các em thấy chữ have gì thầy nói là không được chọn nó làm động từ bị động mà phải đi tiếp tục. Tiếp tục to be thì không được rồi. À, để chữ taking thì mình chọn nó. Chuyển thành V3. Các em lưu ý một điều là cái động từ ở trên coding dù nó là hình thức gì ha, nó nguyên mẫu ha, nó là quá khứ V2, V3 hay là nó thêm in, cái gì kể nó không quan tâm, thì mình vẫn chuyển thành V3 taken. À, quá khứ nguyên từ. Còn hình thức của nó gì kể nó vẫn chuyển V3. Bước 2 thì vẫn thêm to be vô ha. Rồi mình nhìn lên ngay chỗ đây, nhìn lên ngay cái động từ vừa chuyển xuống đó. Thì các em thấy ở đây là người ta thêm in là taking, là thêm in vào. Thì động từ to be đây mình cũng làm giống nó, tức là mình cũng thêm in vô luôn. Đó, là be in. Rồi cái bước 3 thì các em thấy màu xanh lá cây nè. Thì giữa chủ ngữ với động từ em đếm cũng có 3 chữ ha. Thì đem tất cả 3 chữ đó xuống luôn, không bỏ là chữ nào hết. Đó. Rồi cuối cùng này xong rồi các thứ mình phải chuyển thúc từ lên làm chủ ngữ. Đem lên the book. Rồi ai thì mình đem xuống thành by me. Các bước đó là dễ bình thường. Đó, cái đây là cái bước cơ bản nhất ha. Các em cứ làm theo 3 bước như thầy là hướng dẫn như nãy giờ. Đó, thì sẽ không bao giờ mà nó sai được cái bước bình thường cả ha. Còn bây giờ ở phần nâng cao. Thì đối với câu hỏi yes no thì mình làm sao? À, cái này thì thường thường là những cái phần khó hơn. Thì để ý câu hỏi yes no là câu hỏi này, nó có cái động từ đặc biệt hoặc là động từ trợ động từ do, does, did ở đầu câu. Động từ đặc biệt thì các em học rồi, là cái phần cách đổi sự nghi vấn đó. Những từ đặc biệt thì nhớ thôi, như can, will là is này kia thôi, mình thuộc riêng rồi ha. Thì bước 1 mình sẽ làm thế nào? Sẽ đổi sang câu thường ha. Bước 2 mình đổi sang câu bị động.
tức là nó trở thành câu thường rồi, thì mình đổi sang bị động như hồi nãy cái bài trên rồi, không gì khó khăn cả. Rồi xong là bước 3 thì mình làm xong bị động, mình đổi nó trở thành khỏi yes no, thì khỏi yes no đổi sang nghi vấn đó, thì cái này em cũng học qua rồi, nó dễ rồi. À, nhìn đi cụ thể từng bước nè. Đổi sang câu thường là sao? Là mình làm ngược lại với câu nghi vấn. Thì thường thường câu nghi vấn mình làm sao thì làm ngược lại, tức là mình thấy câu ở đầu câu nó có là do, does, did đầu câu thì mình bỏ đi ha. Là mình chia động từ trở lại cho đúng cái thì, dựa vào cái do, did. Thí dụ mình thấy ở ngoài có chữ did thì sau khi mình bỏ xong thì cái động từ mình phải về quá khứ ha. Còn nếu mà ở đầu câu mình thấy có động từ đặc biệt thì mình chuyển là sau chữ từ. Em nhìn ví dụ nè, thì như did mình thấy đây thì mình bỏ did đi thì cái động từ trong câu là cooked nên phải đem đi cho nó quá khứ. À, còn cái ví dụ 2 thì các em thấy chữ will là động từ đặc biệt ở đầu câu thì mình chuyển vô thôi. Will he thì mình chuyển là he will. À, đó là câu thường. Lúc là cái câu này you must cook the meal hoặc là he will cook the meal thì hai câu này các em thấy nó là câu bình thường rồi. Thì đổi theo cái ba bước cái phần đầu đó là nó xong. Còn đối với câu hỏi có chữ hỏi là cái này là rất rối nhất nè. Các chú ý cho kỹ vô, tại vì cái chữ hỏi nó có là nhiều thứ. Chữ hỏi nó có thể là chủ ngữ, thân ngữ, hoặc có khi là trạng từ. Thì tùy mỗi cái cấu trúc thì mình lại có cách đổi khác nhau. Chủ yếu là nếu chữ hỏi là chủ ngữ thì giữ nguyên cấu trúc, đổi sang câu thường là giữ nguyên luôn. Nếu chữ hỏi là thân ngữ tức là túc từ đó, thì mình đem nó ra sau động từ. Thì các bước còn lại thì mình làm giống như gọi yes no thôi. Còn nếu chủ ngữ là trạng từ, ví dụ như when, where, how, how often, what time rồi này kia đó, thì mình giữ nguyên chữ hỏi thôi. Mình làm giống các bước gọi yes no. Giờ các em xem ví dụ cụ thể cho dễ hiểu hơn nha. Thì trong trường hợp cái chữ hỏi là chủ từ nè. Thì qua cái ví dụ. Thí dụ như câu này mình nhìn làm sao mình biết cái chữ hỏi là chủ từ, thì cái cách làm các em thấy là các em nhìn vô ngay cái động từ trước ha. Các em nhìn trước động từ có chữ gì thì cái đó là chủ từ. Ở đây mình thấy là took, trước chữ took là có who, vậy là who đây là chủ từ. Vậy mà vậy là biết là cái chữ hỏi này là chủ từ rồi. Đối trường hợp là cái chữ hỏi là chủ từ thì khi đổi sang câu thường thì các em giữ nguyên không có đảo gì cả. Câu thường là gì? Câu thường là đúng vị trí á. Câu thường là chủ từ rồi tới động từ tới túc từ, đúng vị trí. Thì như mình nhìn thấy câu này là động từ đây, chủ từ đây là đúng vị trí rồi, thì câu thường nó cũng vậy luôn ha. Thì mình cứ làm theo ba bước, lúc đó mình làm ba bước lắm giống như lúc đầu vậy đó. Thì bước 1 thì cũng đổi thành V3, bước 2 thì cũng thêm bi vào, rồi cũng nhìn lên ha, rồi cũng chia như thế này. Cuối cùng thì mình ra có câu thế này, rồi mình đổi sang chủ từ, yếu từ mình đổi vị trí nhau đó, cuối cùng mình ra thế này. Đó là bước 2 mình đổi sang bị động xong rồi đó. Thì bước cuối cùng sau khi đổi sang bị động xong, bước cuối cùng mình phải chuyển lại câu hỏi trở lại ha. Thì các em đổi thật câu hỏi là cách tự hỏi thế nào, đổi sang câu hỏi á, thì bước 1 mình đã học rồi ha. Có động từ đặc biệt thì mình phải chuyển ra ngoài trước, tức là đây mình thấy có qua động từ đặc biệt mình phải chuyển ra trước. Đó. Rồi cái tới chừng cái chữ hỏi, nếu các em thấy mà cái chữ hỏi là what, whom, who này kia mà ở phía sau, thì một câu hỏi thì đâu có cái khi nào mà cái whom đồ what when mà ở phía sau phải không? Cho đó mình phải chuyển nó lên đầu. Đó. Như đây có by whom thì các em chuyển lên. Đó. Thường thường là chữ by qua để ở dưới cũng được ha. Nhưng thường thường đem lên là cho nó thông dụng hơn, người ta dùng đem lên. Rồi cuối cùng mình có đáp án là như thế này. Còn đối với chữ hỏi là tân ngữ nè, thì đối với trường hợp này sao mình biết chữ hỏi là tân ngữ là túc từ đó, thì các em cách biết nhận biết là các em nhìn vào động từ trước. Hay như nãy thầy nói trên là động từ là meet, nhìn trước meet là chữ you ha, và chữ you là chủ ngữ, là vậy là chữ who này đâu phải chủ ngữ, nó là tân ngữ là túc từ. Một đặc điểm là các em sẽ thấy có một cái động từ đặc biệt ở chỗ này, ô vuông nó nằm đây, động từ đặc biệt hoặc là trợ động từ sẽ nằm đây. Đó, như câu trên thì các em thấy là who took là không có trợ động từ gì cả. Cái này có trợ động từ.
tức là mình biết chữ who này không phải là chủ từ rồi ha. Thì các bước làm sao, bước 1 thì các em sẽ bỏ ha, cái động từ trào động từ này đi. Như trên nó nói, nếu động từ đặc biệt will, can thì các em chuyển là sao ha. Chuyển là sao cái chủ từ này à. Còn đây là do, the, did thì các em bỏ đi. Nhưng mà bỏ xong là nhớ chỗ này nè ha. Ở đây mình thấy là đây quá khứ did. Khi bỏ did xong thì động từ meet này nó sẽ trở lại quá khứ. Tại did là quá khứ thì mình sẽ trở lại quá khứ ha. Đó. Thì lúc đó mình có là you, who you met. Thì cái câu này vẫn là cái câu cái chưa phải là cái câu thường ha. Câu thường là câu đúng vị trí chủ từ, động từ, túc từ. Thì đây mình thấy là túc từ rồi tới chủ từ tới động từ là chưa đúng vị trí rồi. Do đó phải đem chữ who ở dưới cuối ha. Chủ từ, động từ, túc từ là lúc đó nó câu bình thường rồi. Đó, các em cứ làm bình thường. Sau khi mình có ba yếu tố chủ từ, động từ, túc từ thì làm theo ba bước của cái bài cơ bản đầu tiên. Còn cái chữ who này là gì kể đó, các em đừng có quan tâm tới nó, xem nó như một túc từ bình thường đó thôi ha. Bắt đầu mình làm các bước nè ha, bình thường nè. Bước 1 cũng đổi thành VB, bước 2 cũng thêm bi vào, rồi cũng nhìn lên đây ha, rồi cũng đấy là nó mát quá khứ thì mình chia was quá khứ ha. Rồi you đem xuống, rồi bắt đầu chuyển đổi qua trước nè. Who đem lên ha. Rồi you đem xuống sau là by you. Đó. Thì cuối cùng mà mình làm xong rồi thì mình nhìn lại coi ha. Là đổi thành câu hỏi trở lại. Thì các em thấy mà khi mà cái chữ who nó là làm xong mà thấy chữ who ở cuối này, ở đầu này nó đứng là đúng vị trí rồi. Thì lúc đó thì các em khỏi đổi nữa. Who was made by you, đúng rồi. Còn như câu nãy trên các em thấy chữ whom by whom là ở cuối thì bắt đầu mình phải đem lên làm câu hỏi. Còn đây nó về là đúng vị trí luôn. Rồi ha. Bây giờ tiếp tục sang cái phần tiếp theo là cái dạng cũng hay thường gặp của câu bị động. Tức là thầy gọi là dạng people say that đó, lấy một cái tượng trưng thôi. Tức là có thể là people hoặc they hoặc là những chữ khác. Ha. Còn say này có thể là think, believe và report vậy đó, về ba chữ ha. Nó cũng nằm trong nhóm này. Đặc điểm em nhìn thấy sơ sơ dưới này, ở đây cái chữ that là có khi có hay không, có thể bỏ đi. Nhưng quan trọng phía sau các em thấy có một cái chủ từ, động từ, túc từ, tức là có một cái mệnh đề ở phía sau. Thì là cái dạng này rồi đó. Thì đối với cái dạng people say that này nó có hai cách làm. Ha. Thì thầy nói đây công thức từ cái nè, cách 1. Thì các em đem cái chủ từ ở phía sau này nè, đem ra ngoài đầu. Ha. Đem ra ngoài đầu. Rồi sau đó đổi. Ha. Cho cái động từ màu xanh này nè, đổi thành BB. Cái đặc điểm cái chỗ này lưu ý nha, lấy cái động từ của câu sau, của chủ từ câu sau, nhưng mà không có lấy động từ của nó mà lại lấy động từ với đầu làm thành B3 BB. Đó. Rồi tiếp theo thì cũng thêm bi vào, nói chung là bị động nó cũng các bước tương tự nha, mà thêm bi vào để cũng nhìn lên ha. Chia nhìn này giống như thế này. Đó. Nếu ở đây nó có giữa people với chữ say nó có cái gì cũng đem xuống giống như bước 3, ba bước ở cơ bản. Thì cuối cùng cái khúc sau mới khó chỗ đây nè. Cái động từ ở phía sau nè, các em đổi thành to infinity, tức là infinity nguyên mẫu đó, to nguyên mẫu vô ha. Còn nếu cái trường hợp mà các em thấy cái verb ở phía sau này nè, nó trước thì xảy ra trước cái verb màu xanh dương này, thì các em dùng là to have ba vô, chứ không có dùng to infinity nữa. Đó. Rồi cái cách 2. Cách 2 thì nó tương dễ hơn ha. Các em thấy là thêm ít đầu câu ha. Câu nào, bất cứ câu nào mình cũng ít hết, không quan tâm tới chủ ngữ trên đây là gì nha. Rồi các bước tiếp theo là giống như cách 1, tức là cũng đem các động từ xuống, rồi chia thêm bi này kia. Nhưng phần cuối thì các em viết lại hết ha. Trừ chữ dash chứ sao là viết lại hết, không thay đổi gì cả. Cách này đơn giản hơn. Thì trở lại cái phần hồi nãy thầy nói cái trước thì ha. Trước thì là gì? Cái trước thì cái này tức là khi thì có ba trường hợp trước thì nè. Nếu mà cái động từ ở với đầu hiện tại thì cái với sau quá khứ, thì cái quá khứ này xảy ra trước hiện tại, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cái với đầu là hiện tại thì cái với sau hiện tại hoàn thành ha. Cũng là gọi là trước thì đó. Trường hợp thứ ba, cái vế đầu này quá khứ
À, cái với sao này nó quá khứ hoàn thành thì nó cũng gọi là trước thì. Thì ba trường hợp đó thôi thì các em áp dụng công thức là true 2v3 ha. Bây giờ phần tiếp theo là thầy giảng cho em các em về cái câu mệnh lệnh ha. Câu mệnh lệnh thì cái dạng nó là cái câu mệnh lệnh, thường thì các em thấy mệnh lệnh là nó có đầu câu là nó có một cái verb không có chủ ngữ ha. Còn câu bình thường thí dụ mình nói là I go to school là có chủ ngữ là I, còn mệnh lệnh là nó không có chủ ngữ đầu câu, thí dụ là stand up ha, là động từ mẫu đầu câu. Thì cách thức làm các bước như sau ha, em thêm chữ let đầu câu ha. Bước 2 là cái đem object xuống sau chữ let. Bước 3 là em thêm to be vô sau object. Be nhớ cái này thì cũng mong mặc để nguyên mẫu nha, để be chứ không có chữ is are gì cả, để nguyên như thế này, không có để to gì hết, để be nguyên luôn. Rồi bước số 4 các em đem động từ xuống, động từ biến thành v3 quá khứ quân từ vô đây ha. Em nhìn ví dụ thế này, các em thấy là write your name on the board, em thấy động từ đầu câu là mình viết mệnh lệnh rồi ha. Thì bước 1 các em để cho let đầu câu nè. Bước 2 đem object trước, write là vai cái gì, object là túc từ, tức là nó đứng sau động từ đó. Ở đây mình thấy là your name thì nhớ đem cái your name xuống túc từ. Bước 3 thì mình thêm be vô đây để nguyên. Rồi bước thứ 4 thì các em lấy cái động từ để biết sao biến thành v3 ha. Còn các phần cái sau thì còn lại các em viết lại hết ha, có cái gì nhớ lưu ý nè, cách thế chọn cái túc từ này nhiều các em làm không được nè ha. Your name thì các em làm sao mà biết là lấy chữ your name thôi hay là lấy your name on the board là dính với nhau, thì cái này là phải dịch nghĩa rồi. Nếu cái cụm này nó dính với nhau, liền với nhau thì mình đem xuống hết. Ừ, rồi không thì mình mới cắt ra. Ở đây là cái nơi chốn không có dính cái thêm mình để ra. Còn thí dụ như cửa sổ của căn nhà, the window of the house thì mình phải đem hết chứ không cắt ra. Đó. Như vậy là thầy đã dẫn xong cái phần 1 ha. Phần 1 là những cái phần cơ bản nhất là của câu bị động. Còn cái phần mà tiếp theo là phần nâng cao đó thì các em sẽ xem một cái video khác là phần 2, lúc đó là dành cho trình độ cao ha, hoặc là các em luyện thi đại học nữa đó, thì các em phải xem thêm phần 2. À, chào các em nhé.